xong 6 lần nhảy thì mình biết là mình đã giành được tấm huy chương vàng. Rất là xúc động, rất biết ơn và trân trọng cái khoảnh khắc đấy. Niềm vui ấy thì sẽ mãi mãi vẫn còn trong em luôn ạ. Có 5 mạng dính doping. Không nghĩ là bản thân mình không may nó xảy ra thì không sao cả, đấy cũng chính là động lực để sau này em quay trở lại và cố gắng. Vũ Thị Ngọc Hà là tài năng điền kinh hiếm có của thể thao Hà Nam. Tỏa sáng ở tuổi 18 với tấm huy chương vàng giải trẻ châu Á, rồi bất ngờ giành huy chương vàng SEA Games tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình khi vượt qua đàn chị Bùi Thị Thu Thảo. Ngọc Hà trở thành gương mặt đầy triển vọng của điền kinh Việt Nam. Thế nhưng ở thời điểm đang có phong độ cao, một cú sốc đã ập đến với Ngọc Hà. Bóng ma doping vô tình rơi vào cô, khiến nữ vận động viên này phải tạm gác lại sự nghiệp thể thao. Để biến 18 tháng chịu án phạt doping không phải là khoảng thời gian sống trong địa ngục, Ngọc Hà đã âm thầm thực hiện kế hoạch làm mẹ để kịp quay trở lại chuẩn bị cho kỳ SEA Games 33 sớm nhất. Khi con trai mới được 5 tháng, Ngọc Hà đã bắt đầu tập luyện trở lại và tấm huy chương vàng tại giải điền kinh vô địch quốc gia vừa qua ở Đồng Nai là thành quả ngọt ngào cho những nỗ lực, ý chí cũng như quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình, lấy lại những gì đã mất của nữ vận động viên quê Hà Nam. Khoảnh khắc mà mình biết mình đã giành được huy chương vàng, mang được về vinh quang tổ quốc thì đúng là không còn gì mà vui sướng hơn. Sau khi 3 lần vòng loại thì bắt đầu vào chung kết ạ, thì cú đẩy thứ tư thì đã mang về cho em thành tích 6m39. Lúc đấy chị Thảo, đàn chị cũng nhảy 6m38 kết thúc. Xong 6 lần nhảy thì mình biết là mình đã giành được tấm huy chương vàng. Thì cảm xúc lúc đấy thì rất là vui mừng ạ. Lúc đấy mình chỉ muốn báo tin cho gia đình luôn. Rất là xúc động và đã cầm 2 chiếc cờ Việt Nam trao cho chị Thảo một chiếc, còn em một chiếc. Hai chị em đứng trước người hâm mộ và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Niềm vui ấy thì sẽ mãi mãi vẫn còn trong em luôn ạ. Rất biết ơn và trân trọng cái khoảnh khắc đấy. Khoảnh khắc mà chính bản thân mình cũng không nghĩ là mình có thể làm được tốt như thế. Lúc đấy thầy Hiếu em chị thông báo là có 5 mạng dính doping. Không nghĩ là bản thân mình, tại vì em cũng dùng thực phẩm chức năng, nhưng mà em cũng đã hỏi qua một vài người rồi, mọi người cũng đã từng nói là mọi người cũng đã từng dùng trước đấy. Buồn suy sụp lúc đấy, cũng mình cũng cảm thấy bản thân mình không còn muốn tập nữa. Em ngồi với thầy, hai thầy trò ngồi với nhau nói chuyện rất là lâu, cũng có một khoảng thời gian im lặng. Thầy đã động viên em, đấy chính là bước ngoặt để em có thể cố gắng vượt lên để khẳng định bản thân mình lại. Cái điều không may nó xảy ra thì không sao cả, đấy cũng chính là động lực để sau này em quay trở lại và cố gắng. Khoảng thời gian mà để em suy nghĩ là đủ và em đã đi đến quyết định là em đã kết hôn ạ. Em cảm thấy rất là biết ơn chồng hiện tại của em, là một người luôn thấu hiểu và luôn sẵn sàng chia sẻ cùng em. Và trong lúc mà em suy sụp nhất, trong lúc mà khó khăn nhất thì anh ấy vẫn bên cạnh để chia sẻ cùng em. Em sinh em bé được 5 tháng là em đã quay trở lại tập luyện. 4 tháng là em đã bắt đầu tự tập luyện ở nhà, như là chạy ngoài đường hay là tập những bài vận động nhẹ nhàng ở nhà để em có thể lấy lại thể lực để chuẩn bị cho việc tập luyện trở lại. Sau khi em trở lại với việc tập luyện thì em đã đón con em lên đây ở gần mẹ. Cứ mỗi buổi sáng ra là em sẽ đi tập, và tập về thì em lại chăm lo cho con em. Tháng 7 vừa rồi là em có tham gia giải thành phố Hồ Chí Minh mở rộng. Thì trước đấy gần một tháng em đã đưa con em về với ông bà nội, nhờ ông bà nội chăm sóc con giúp để em có thể tập trung hoàn toàn vào tập luyện. Em nghĩ đây là thành quả khá ngọt ngào dành cho em.
Tại vì trước đấy thì tập trung vào giải thì ai cũng sẽ cố gắng như ai thôi. Nhưng mà trời vẫn còn thương nên là em đã mang được tấm huy chương vàng về qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách. Mục tiêu tiếp theo của em thì sang năm 2025 có rất là nhiều giải đấu quốc tế, điển hình như là SEA Games 33, thì em cũng cố gắng để phấn đấu để có thể đạt thành tích tốt nhất, khẳng định lại bản thân mình. Em vẫn đặt mục tiêu của em là sẽ phải cố gắng để vượt qua được thành tích của bản thân. Điểm mạnh của em là em có thể đẩy tốc độ được vào đà của em. Còn điểm yếu chắc là bước rộng của em vẫn chưa được 100% như kiểu lúc mà mình chưa sinh em bé. Bây giờ sau khi lập gia đình thì chắc là gia đình sẽ là ưu tiên và là động lực đầu tiên. Em muốn chia sẻ với mọi người là những cái điều buồn thì nó không như mình mong muốn đã xảy ra. Đấy chính là động lực để sau này mình quay trở lại, mình cố gắng và mình phải vượt qua được cái ngưỡng của bản thân mình để mình khẳng định lại bản thân mình một lần nữa. Đường đến SEA Games 33 ở Thái Lan đang vẫy gọi Ngọc Hà. Vinh ngọc quý của Điền Kinh Hà Nam, của Điền Kinh Việt Nam đang chờ cơ hội để tiếp tục tỏa sáng. Xin chúc cho Ngọc Hà tiếp tục trở lại mạnh mẽ hơn, thành công hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt quý vị.